Các bạn có biết tại sao mình làm rau câu 3D luôn không? Thì bữa nay á cũng là cái ngày sinh nhật của mình. Cho nên sẵn dịp á mình làm một công hai chuyện luôn ha cả nhà. Thì mình nấu rau câu 3D mà mình cũng muốn hướng dẫn cho các bạn nấu, và cũng tiện sinh nhật của mình luôn. Đây ông xã của mình, ông đặt cho mình cái bánh này rất là đẹp luôn. Ông biết mình thích bông nè, cái bánh này quá là dễ thương luôn. Cái bánh này thì mình đặt ở Publix nha cả nhà. Còn hai cái bánh rau câu này á, thì hôm qua mình cũng có đổ một ít mình làm chữ luôn. Thì bây giờ mình sẽ bỏ nó lên, chắc mình bỏ lên cái hình trái tim này đi. Bỏ lên hình cái trái tim này cho nó dễ thương ha. Đây, mấy cái chữ của cái gel này á, thì nó cũng mềm, rau câu dẻo quá cả nhà. Trời ơi, mẹ thích cái bông này lắm luôn á. À quên, mẹ thích cái bánh này lắm luôn á. Bữa nay là ngày gì cũng mềm mềm đó. Happy birthday. Sinh nhật. Sinh nhật mẹ. Why do I think stand up when I fall down, right? Stand up. They make special quá. Sinh nhật mẹ mà, đúng không? Ok, rồi, bằng hát bằng đi. Cười không? Happy birthday. Thôi đừng tắt đèn. Vô hát. Baby, hát cho mẹ Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, Vivian. Happy birthday to you. Yay! Rồi, chưa biết mẹ cầu nguyện. Rồi, bây giờ mình cắt bánh ra nha. Rồi, bây giờ mình sẽ cắt bánh ra mình ăn với lại mời cả nhà nha. Bây giờ mấy đứa muốn ăn bánh nào trước nè? Jelly one. Muốn ăn cái jelly trước hả? No, I'll eat this one. Ok, rồi. Find that one. Cái này ha. What okay. You wanna do to it? I'm gonna slap it. I'm gonna slap it. You wanna slap it? Rồi. Ôi dồi, ôi dồi. Rồi, trời ơi nó đẹp quá. Cái bánh này mẹ thích lắm luôn á. Ha. Rồi, bây giờ cắt cái này ra. Mình ăn trước xong rồi mình xin mời cả nhà nhé. Baby, con thích màu blue hả? Blue. Ok. I want yellow. No, I want pink. Con muốn blue phải không? Rồi. Cái khúc này nó chưa có đứt để mẹ làm lại cái đã. Ôi, đã quá. Rồi. I want pink. Nè, quay cái này nè. Đẹp không? Ui. Đẹp quá ha. Ooh, that rồi, đứa nào muốn ăn trước? I don't get this one. I want pink. Thôi này, ăn cái này đi con. Thôi cái này cho ba đi. Đứa nào nó cũng đòi cái bông hết à. Rồi, con muốn cái này phải không? Half of that. Half cái bông luôn hả? Ăn hết không? Ăn có hết không? Yeah. Ôi, coi chừng nó trơn quá luôn á nè. Blue my favorite color. Hốt nãy. Rồi. Yeah. Con nhìn tụi thấy cái cánh bông không? Yeah. Đẹp how quá. How do you do that? Rồi, anh hai. Đúng. You want yellow? Why not? Ừ, tại cắt tới cái gì rồi. Thôi ăn cái blue hết đi. Ăn blue hết đi, để cắt cái kia. I'm eating. I'm going to eat. Xin mời cả nhà đi con. Xin mời cả nhà. Nhìn nè. Mới lại. Xin mời cả nhà. Xin mời cả nhà. Xin mời. Rồi sáng ăn thử miếng ngon không? Ngon không? Nó dai lắm á, tại vì cái này cái rau câu. Nó bóc luôn đi. Cái này là cái rau câu dẻo nha cả nhà. Đẹp quá. Mẹ ăn miếng ít thôi. Để mẹ để bụng mẹ ăn cái bánh bánh kem nữa. Rồi. Rồi chú heo con ăn kìa. Nè, nhìn nó rất là trong luôn ha cả nhà. Rồi, bây giờ mình ăn miếng nha. Xin mời cả nhà nha. Ngon.
ngọt, ngọt vừa đủ. Có mùi chuối, tại vì đợt này em bỏ hương vị chuối á. Ừ. Wow, nó dài quá trời dài luôn á. Hay để mình muỗng đi. Trời ơi, của anh hai nó hút kìa. Ngon quá. Mâm chuối gia đình hạnh phúc. Ồ, mẹ muốn ăn cái bánh bên kia nữa, tại bên cái bánh bên kia nó có mùi cà phê á mấy đứa. Em đã không ăn. Em không ăn. Heo ăn kiểu gì kỳ heo. Rồi bây giờ mình sẽ cắt tới cái bánh này nha cả nhà. Cái bánh này á thì mình làm cái hương hương cà phê á. Cắt cho miếng này nè. Lỡ để đây rồi. Trời ơi, cái tim mà sao cắt không đôi vậy? Bự quá. Bự quá. Anh hai con muốn cái chữ phải không? Dạ, ngon lên. Rồi bây giờ anh hai với ba ăn miếng này đi. I don't want to. I don't like coffee. You don't like coffee? You want to try it? Yeah, I'm just. Rồi cái này nó bóp vô nó squish xuống dưới mắc cười quá em ạ. Rồi mình cầm lên để cho nó rung 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 nè cả nhà. Vui không? I don't like it. Nó rung rung. You like it? Cái mùi cà phê cũng thơm lắm nha. Đây, xin mời cả nhà mình cắn thử miếng nha. Ngọt quá ha. Mùi cà phê thơm quá. Slimy man, so slimy. I gotta go wash my hands. Rồi, bây giờ mình sẽ cắt tới cái bánh cái bánh sinh nhật này nha cả nhà. Bánh kem chứ quên. Trời ơi, nó đẹp quá, không muốn cắt luôn á. Thất bại nha mấy đứa. Thất bại. Thôi để chân em. Demolition. Để chân thôi hả? Rồi, đứa nào muốn ăn trước nè, ngay bánh màu blue nè. Em hả? Để coi trong nó làm. Cái bánh này cái độ dày nó làm cũng cao lắm nha cả nhà. Để coi ở trong nó đẹp không? I need to put it on. Vegetable. I mean fruits. Ooh, marble cake. Mày cho em trước á. Why is there coffee on this? Không sao đâu, rồi em ăn đi. Không sao. Rồi anh hai đưa muốn cái em nè. Cái gì ở đây, mẹ cắt theo miếng nè con. I don't like coffee though. Ôi. Xin mời cả nhà đi con. Xin mời cả nhà. Hai, con đừng có ăn cái kem nhiều quá nha. Ok. Anh ăn không anh? Đưa cái dĩa đây em cắt cho. Anh ăn nhiều xương xáo quá, không no quá. Ăn nhiều xương xáo quá no. Chắc anh ăn nữa thôi quá. Ừ, anh ăn nữa đi, em ăn nữa chung với anh. Được. Đây. Ở trong thì là mình chocolate. Không phải mình thích ăn đồ ngọt nha. Cái bánh Dad, don't tell me you're gonna use your hands for these too. Bánh mùi vanilla với lại chocolate thôi cả nhà. Thì cái bánh này mình đặt ở public đó. I could. Đâu baby cho mẹ thử miếng coi nè. Ơi không có được ăn kem nhiều quá, kem ngọt lắm. I would if I could. Bây giờ mình múc thử một miếng bánh nha, rồi mình xin mời cả nhà nha. Đây. Chưa có game mở rồi. Xin mời cả nhà. Trời ơi, nó rapping nữa. You like to rap. Bánh ngon nhưng mà cái kem nó hơi ngọt. Em thích. Em thích lắm hả? Rồi, video của mình tới đây em cũng hết. Em nghĩ là em bệnh luôn. Nha yes. Cả nhà. Cảm ơn các bạn đã xem video của mình nha. Nếu mà thích thì bấm like và đăng ký ủng hộ gia đình mình nha cả nhà. Bây giờ xin chào tạm biệt. Bye bye cả nhà đi con. Bye bye. Bánh kem ngon không? Ngon. Trời ơi, bánh này đẹp quá.